Vâng, trận đấu đầu tiên ở set đấu thứ 6, đây là Persian của game thủ số 1. Mảnh máy của chim sẻ là người cầm rôm. Cười người sau là bị người cười lại ngay. Lúc đấy đang thua cay lắm mà không nói được gì, bây giờ thắng rồi thì bắt đầu bật. Người ta gọi là âm thầm chịu đựng đấy. Vâng, vừa rồi là có bầu quý, sếp quý gọi điện bảo mày kiềm chế cái cảm xúc xuống một tí, thử thì tắt cái mic đi. Không cấm chửi nhưng mà phải tắt cái mic đi. À nhầm, mình có chửi đâu, mình gáy thôi. Không, em chưa chửi câu nào khổ, cái gì nó đúng. Người ta gáy thôi, chứ chửi. Vâng, bây giờ thì Per, Azoman của chim sẻ, các bạn có thể thấy được là có hai bầy hươu rồi. Kèm với đó là bãi quả. Đấy, bây giờ thì anh em khán giả đang xem và theo dõi cũng có thể làm chứng được cho tôi là tôi chưa chửi. Không, mình cay 1 thì hai thằng game thủ bên mình nó cay 10 đấy. Chấp 3 dần nó à. Nói chung là chưa đủ tuổi để hô cái câu chấp 3 dần. Chẳng qua ông ấy thắng rồi thì ông ấy gáy thì còn. Chấp 3 dần tôi thấy kèo nó chả cân tí nào cả. Camera thì bây giờ mình xin phép là không bật nữa. Tí nữa lô một mặc áo vào thì bật giữ hình ảnh tí. Bây giờ thì game thủ đang cởi trần nhìn nó lên hình nó phản cảm. Và anh em thông cảm. Và mình mà cứ chớm bật cái là các sếp chửi ngay. Bây giờ một là phải bảo được game thủ lô một mặc cái áo vào thì bật. Hai là nó mà nóng quá nó không mặc được áo thì tốt nhất là cứ kệ nó thoải mái tâm lý nó đánh đã. Đây là trận đấu giao hữu chứ nó không phải là một trận đấu giải. Vâng, đấu giải thì tôi có cho thêm tiền chả dám cởi áo đâu. Bởi vì công ty quy định không cho phép làm những cái chuyện như thế. Còn đây là một trận đấu giao hữu. Mà khi làm mà lên hình là phải đẹp trai, sạch sẽ. Đảo qua mình máy của Per, quên mất. Không đồ lùa về. Nhưng mà có heal. Có mỗi một bầy thế này. Vâng, bài Persian hình như là hơi xấu đấy, chả đẹp đâu. Đánh thẳng cung A đi. Bên kia quân gì lùi lên. Vậy như vậy là bên phía đội bạn hai Babylon. 5:40 mà ông lùi ở đâu? Bây giờ làm gì đã đến 5:40? Đồng hồ đây. Có máy sai mà. Vâng, như vậy có đôi voi được rồi. Bài khung không mà đòi đánh cung. Thông tin báo về, chim sẻ báo về bên phía đối bạn chưa có ai lên đời cả. Chắc lại chết 3 dân rồi. Tưởng thích chết. Oh,
Oanh oanh đang đánh lô gì nào? Vâng, mình chưa đánh lô bao giờ cả, nên chả bao giờ đánh lô cả. Đấy, anh em đừng hỏi mình phán. Đảo qua mình máy Zoman thôi, xẻ đã bắt đầu đẩy giò rồi. Ui giời ơi. Hai em thứ ba rồi, xong đen ba dân nữa đi. Rồi Hoàng Minh Nhi thì cũng đã bắt đầu có con giò thủ, nhưng mà không phải là phép. Thời gian gần đây tôi cũng phải công nhận là Hoàng Minh Nhi anh đang dần trở lại phong độ. Hoàng Minh Nhi thì thời gian gần đây đúng là thực sự là rất là cao. Văn lớp cũng như vậy, Văn lớp thì gần đây khán giả cũng đang phải thốt lên rằng Văn lớp gần đây liên tục có những kèo đầu đánh rất bay, đó là điều cũng phải công nhận. Nhưng mà bay đến mấy thì bay thì cũng chưa thể chấp được chim sẻ cũng như là 1-3 dân đâu. Vì thế lần sau anh trêu cái gì nó vừa phải thôi. Tôi cũng chả biết, tôi nghĩ là anh trêu đùa vừa phải thôi. Nhưng mà người ta đang thua, người ta cay. Quân bài nó đang tịt, đang ức. Và ngày hôm nay mà thắng 3C tối về xem lại clip tuần bình luận là mình sướng. Và đó là cái thói quen, cái là sở thích của tôi. Bởi vì thắng thì vâng, mỗi một khi mà vâng xem là phải xem hết cả những trận bên Hà Nội thắng cũng như những trận bên Hà Nội thua để xem nghe tuần bình luận nó sướng lắm. Đấy, gọi là bật mí sở thích cá nhân cho tất cả mọi người biết. Vâng, bây giờ thì Hoàng Minh Nhi đang yếu hơn chim sẻ là khá nhiều. Sẻ đang có tham lai là 30 và có phu thủ nhà. Bắt đầu tăng BL2. Lượng ruộng đang là khá nhiều rồi. Bắt đầu tăng BL2 rồi, máy của game thủ lớp 1 đang bị công ở mặt yếu. Chim sẻ vòng răng sau bắt. Vâng, cũng là đứng dưới dốc. Sau chỗ đấy không đóng nhà cứng vào. Rồi chưa thể công được lên khu vực này. Van Lớp đã phải rút lui. À, lọt dụng chính à, lọt dụng chính à. Ông thấy chạy rồi mà. Ông lọt bình thường phải chém chết hết cơ. Nọt chưa ăn thua, rồi cũng phải chém được cơ số dân ở trong bãi ruộng chính của game thủ với lớp. Ôi lại còn hở nguyên ở BB nữa chứ, hay là bị chim sẻ chém lổ đấy. Hở. Như vậy là hở toang toác ra. Bây giờ là Văn Lớp còn chấp luôn cả bo. Văn Lớp chấp kèo sâu quá. À hù em đen luôn, em tham lai đang to. Xong rồi bị hù mất con này này. Phải mất hai chém này. Phải mất hai con chém này. Ê, chả mất con nào. Đang mong cho nó mất đi để kèo nó cân hơn. Màn hình máy lô 1. 5-13 rồi. Lô 1 đánh cùng thì không phải bàn. Ai mà xem phim kinh dị nhiều rồi thì cũng biết. ai mà cứ xem phim kinh dị nhiều thì cũng biết khi mà lô 1 đánh cung. Và về lớp đã đi sai với tỷ số là 1-0 trên đầu thứ 6 dành cho Duyển Game TV. Mặt BB vẫn chưa bò đến từ game thủ về lớp. Vâng, anh chấp hơi sâu, anh nhất định là không bò luôn và lại bị chim sẻ nó ngồi giữa ruộng chính. Không có biết là